Chơi nhân đạo thế. Được rách rồi. Nhưng mà hôm trước em đánh thử với anh Tương một kèo rồi. Thế thì chỉ cân thôi anh Dục ạ. Này chưa biết anh Dục có thắng được không đây. Cổ vũ cho idol Dục Nguyễn, không biết idol có làm được việc không. Chán lắm, nói chung đặt niềm tin hay bị sai chỗ anh em ạ. Nên là để xem idol Dục Nguyễn có làm được việc không đây. Hai ông này kiểu sợ sợ nhau ấy, nên là toàn trốn nhau thôi, không 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 ông nào chịu ông nào cả. Thế đâm ra để mà có thể có được cho mình những cái trận đấu thì rất khó triển khai. 3-4 buổi tối rồi không triển khai được cái kèo nào. Linh anh tưởng dính phốt cấm đánh á. Phốt ở bên giải nào em có biết đâu. Đánh thì cứ đánh thôi chứ. Cứ thoải mái anh em ơi. Thì nữa thì kèo 2 là Chí Linh sẽ vào. Kèo đấy thì sẽ là chạm 6, kèo này chạm 5. Ui, hai kèo này khá sợ sợ sâu nhỉ. Đây, bảy hiêu đưa về, đây có voi nữa. Ok rồi. Đáng tiếc chỉ là Greg thôi anh em ạ. Đáng tiếc chỉ là Greg rồi. Nếu mà nó được con quân nó tuyển tuyển tí đánh được thì còn ngon, chứ con Greg này cảm giác nó hơi yếu. Mà nó không phải là hơi yếu mà nó là yếu nhất ở trong cái map solo rồi. Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới rồi. Không còn mỹ từ gì miêu tả nữa. Nhưng mà bài vở cũng đang xấu đây. Học dốt nhưng mà được cái chữ xấu anh em ạ. Thế đâm ra là đang khó trận này đấy. Cũng không biết là có làm một tuần phong thủy hay gì đấy không. Ở đây có quả này, một quả đôi. Quả đầu thì quả đơn thôi nhưng mà quả phụ là quả đôi anh em ạ. Quá hay. Đây voi nữa này, hài lòng. Có đôi voi, bảy hiêu 4 con và một bãi quả đôi, mỗi mỗi đôi là nó có 3 cây. Còn đấy muốn ăn là phải đóng 2G đấy, cay nhỉ. Thà nó cho quả 5 cây đúng không? 4 cây một bên, một cây một bên còn lại là mình đóng có 1G thôi. Nhưng mà nó cho lại 33 này, khả năng vẫn phải đóng 2G để ăn. Nhục. 2G 240 gỗ đấy chứ phải ít đâu. Thôi, chắc là khóc cũng chỉ ăn một mặt thôi. Ăn 3 cây xong ép man voi cái 7 hiệu 4 nữa. Thế cũng được. Thừa gỗ thì tôi mới đóng thêm G2 chứ không thì thôi. Không biết là ăn bãi bên nào trước đây. Ăn được trận vực dậy lại tinh thần thì bị dìm xuống luôn. Cày thế nhỉ. Đây còn voi tiếp theo. Voi thứ ba cộng với đó là bầy hiêu. 4 con thôi, bầy hiêu 4 như đào chứ này. Trận này Greg mà lại lực yếu thế này thì đánh ít dữ nhiều rồi. Để xem có vực được lại không anh em ơi. Cố gắng nào. Bao nhiêu? Không nhìn thấy bao nhiêu dân. Vẫn phải đóng thêm cái G2 để ăn cái bãi quả này thật à. Gỗ không có rồi. Ui, ép đời ác nhỉ.
10 phút 36, 26 dân bài này. Được. Ép đời thấy tốt nha. Được, được của nó. Mỗi tội lực yếu quá. Ơ, à, cũng không yếu đâu, 300 thịt mà. Công giáp đấy. Công giáp đầy đủ cho con ngựa giò luôn. Ừ, cơ cấu hay nhỉ. Bây giờ về, hai voi về. Ba voi về. Đó. Gần đấy đồ thôi, với bãi quả ba cây thôi mà ép đời rất tốt nhá. Trận này có khi lên sớm bằng sen. Sen thì bãi quả đầu ăn còn chưa hết. Đó. Nhưng mà thằng ăn không hết, thằng làm không ra. Quả đầu còn đang còn một cây. Cũng đánh chém đến từ sen thôi, một cái thế nhà cũng chưa khung được. Trận này thì bài Greg cũng tương đối khu khung, nhưng mà có lẽ vẫn phải đóng phù ra và có bo dần thôi, chứ còn một phát khung luôn thì nó khó. Vâng, đúng là lên đời sớm hơn một chút so với sen anh em ạ. Chênh lệch không nhiều, coi như là cân đi. Bãi vàng chưa kịp bo và đang bị con giò chọc vào rồi. Con giò công giáp đến từ sen, đau. Đau anh em ạ, con giò chọc đau quá. Chọc đến đâu thấm đấy. Khốn khổ khốn nạn thật với cả con giò này, cày đấy. Chào sếp lợn Dior nha. Có chạm thành công rồi à? Không, có chạm thành công rồi được bạn. Kẹo 5 lít của người ta mà có chạm thành công. 5 lít thì ít đâu, cố mà thắng bật đấy. Trận này thì khó, nhưng mà trận sau quân ổn ổn là đánh được chứ có gì đâu mà. Greg thì nó hơi nhiệt thật anh ạ. Thì nữa hy vọng ra con AC, con AC này đánh cho nó cũng dễ. Perpan chẳng hạn. Đánh cho nó dễ. Thao tác con nàng này nhanh nhỉ, nhanh chuẩn. Đúng là chim sẻ luyện cho có khác. Thao tác ổn áp thật đấy. Thích xem, thích mắt. Đánh nó rất gọn này em ạ. Xem nó sáng ngời luôn. Luồng lai nó sáng ngời thật. Ok. Xe nghề về sau tơn đánh lúc đầu ưu thế phát là về đánh thủ. Một phong cách đánh rất chuẩn bài. Chọc con giò công giáp ăn được khoảng 5-6 dân là về đánh thủ luôn. Một tình huống chém và để cho dân sửa. Cháy ruộng đít phát là xử thua luôn. Không. Không đít. Không đít anh em ạ. Quả đấy mà đít thì xử thua luôn cho rõ ràng. Ơ, tham đè ngược lại cho con Greg phải không? Không, hình như tham đè ngược lại cho con xe. Thế là chỉ cân thôi anh em ạ. Tham hiện tại chỉ cân thôi nhá. Chuyển y đến từ Greg này, hay quá. Chào sếp Thuấn Thuấn Phạm nhá. Ồ, trận này tham cân anh em ạ. Greg lại ra được ruộng chuyển y đây. Trận này mà Greg mà thắng sen thì thôi, kèo này là tươi luôn. À, hay anh em ơi. Khóc đánh ổn đấy chứ. Greg người ta đánh thế này cơ mà Tuấn Hùng ơi. Chuyển y này, chuyển y với cả là đang có cho mình được ruộng nương đều hề rồi đấy. Thế nhà tương đối khung nữa. Đặc biệt là nhà y chưa bị lộ nhá. Con cung đường này tách đi thì hiện tại cũng chỉ bắn được dân của người cầm Greg thôi, nhưng mà cũng quân dân cũng không bị làm sao cả. Tự dân rất khéo đến từ không được khóc trong trận đấu này. Ái da. Khỏe quá nhờ anh Thanh ngày hôm nay, nếu có gãy kèo này thì chắc là anh cũng bị một cú sốc đây. Cẩn thận đấy anh ơi, không đơn giản đâu, trận này mà thua là gãy đấy. Để xem trận Greg thì xem nào. Bao nhiêu? Vâng, như vậy là tham xem vẫn đè. Đè thì đè, nhưng mà đây là y mà. Một đơn vị quân nó đột biến, y một tân ảo mà ăn được dân của xem là tham bật ngược lại ngay. Bây giờ chỉ lo nhất là con xem chuyển được cung A hai áo anh em ạ. Chỉ lo nhất là con xem chuyển được cung A hai áo thì con Greg sẽ khó. Còn cung R thì lừa lừa vẫn chơi được. Cung R mà không đông thì con y nó có chiêng một nó cũng lừa lừa nó tách 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 tách.
Để nếu họ lên cung A thì con Y phế hẳn luôn, không còn tí cước sắc gì nữa. Anh Thanh này không có em quân sư thì gãy à? Chào sếp Thuần Ken Barber nhá. Chắc là một học trò của idol Thanh Barber đây đúng không? Sẽ lên cung A hả Tuấn Hùng ơi? Có đúng không, để đi kể nào. Tôi chỉ dám dự đoán thôi, chứ còn Tuấn Hùng khẳng định luôn, báo tin chuẩn phát là đi kể ngay. Ok đấy, tham lai 55 rồi anh em ơi, bắt đầu có y và ruộng lương thì vẫn cứ là đều hề, thực gỗ đều hề luôn, ra dần ra ruộng mắc binh. Tham lai chỉ để một chút dành cho xem thôi, bên kia 6x bên này 58 gần 60 đó, nhẹ chút xíu thôi, không nhiều anh em ạ. Trận này sáng cửa dành cho Greg luôn đấy nhá, trừ khi, vẫn phải trừ khi đó là Seng lên xong cung A rồi, duy nhất cái cơ hội đó dành cho Seng của game thủ Thanh Barber mà thôi. Còn đâu thì vâng, như vậy tham vẫn đang chỉ là cân. Còn đâu nếu cung R là đánh tốt, cung được kẹp lạc đà thì con Y nó cũng xiên được. Còn ngang nhau là Y nó không sợ lắm đâu. Sợ con cung A nó bắn đau, bắn phát 4 máu thì thốn lắm. Nó tụ đông nó bắn nhanh ấy. Ủi, cung A lên xong rồi. Xin chào người em Quyết Đen. Anh Thanh mà thua mong anh hạ cánh an toàn. Lên xong cung A rồi. Đấy, cái trừ khi duy nhất của bình luận viên thì nó cũng đã diễn ra anh em ơi. Trừ khi lên được cung A thì đúng là họ lên được thật. Và cung A nó ở tham rất nhanh. Đấy, đó là mấu chốt vấn đề. Cung A nó ở tham siêu nhanh. Bây giờ có thể cân nhưng một lúc nữa thôi, tham tự đề. Thậm chí anh Thành có những tên đẩy hai cái cung A phải gọi là thương hiệu của mình. Trong những kèo gần đây anh có những pha đẩy cung A phải gọi là rát. Nên là tên này chúng ta sẽ chờ đợi xem một tên đẩy cung A đến từ idol Thanh Barber xem có hay không nào. Có đủ để hạ gục Greg bài y thủ chế thiên không? Y thủ chế thiên đến từ Greg trong tay của game thủ không được khóc. Đối đầu với Xiang cung A hai áo của Thanh Barber. Rất hay trong trận đấu thứ tư này. Hay quá mình ơi. Lâu không thấy anh Thành đi dạy à? Bỏ dạy à? Bỏ dạy cắt tóc, bây giờ chuyển sang dạy đánh đế chế rồi. Cái nào mà là mang lại cái niềm vui với cả cái thu nhập lớn hơn thì anh Thành anh theo thôi. Tình huống gọi là kinh tế nó khó khăn thì cái gì nó tốt thì mình làm thôi. Trời xuân thì ta xuân mà trời hạ ta hạ. Đấy, cái gì làm được thì mình làm thôi. Đặc biệt hôm nay cái phong độ đế chế của anh đang lên cao và anh đang tung hoành trong group vào làng thì cũng có lý do gì mà anh Thanh không tiếp tục cả. Mua thể hiện bản thân mình. Đấy, cái chuỗi này của anh thậm chí chưa ai cắt được cơ mà. Chuỗi thắng ấy. Cái kèo cân với anh Tin Tin mà anh còn thắng là chứng tỏ là vâng đúng là cô thương muốn làm người thường không được. Greg trận này tham lai đang là 96, đang lừa lừa để có tên bắt tên cung A của idol Thanh Barber, nhưng mà anh đang đứng dựa rừng khá hay và chắc chắn sẽ có những pha vẩy e nếu như y Greg manh động. Khóc đang chia làm đôi đạo y và sẽ một tình huống vây bắt tên cung A này. Đây khoảng hơn một cái cung thôi. Vâng, đứng bắn BC kìa. Ôi trời ơi anh Thành ơi, rồi ơi. Vâng, anh bắn nổ được cái BC rồi ạ. Có lẽ là anh mất tay đâu đó và không để ý rồi. Đây một tình huống không để ý đến từ Thanh Barber và anh vẫn đang bắn BC. Bị mất gần như một kích cung mà không ăn được lại quá nhiều y. Ôi. Bây giờ thì khóc có lẽ sẽ kích 4 thôi. Hay là anh sẽ công ngược luôn. Vâng, quyết định là công ngược luôn anh em ạ. Vâng, đứng bắn BC một kích cung gà hài áo của idol Thanh Barber. Vâng, anh tiếp tục đi lỗi cung gà. Bây giờ thì chỉ còn một nhúng cung nữa thôi.
Và còn đi lỗi thế này thì xong rồi. Xeng thua Greg là có thật anh em ạ. Hô hô hô. Đây rồi. Có lẽ là anh Thanh đã nhìn thấy mặt đất rồi. Đang rơi tự do. Nhưng mà cung Nga vẫn còn đông lắm anh em ơi. Bắt được tấn cung nữa chưa thắng, bây giờ phải kích 4 mới thắng được cơ. Đừng 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 công ngược nữa mà đứng đi xung quanh cho nó, nhà lên 4 đi. Lên 4 đánh y đẹp thì sẽ thắng được, chứ bây giờ ông công ngược và bị bắt hết y là cũng cũng có thể bị thua ngược đấy. Bắt được quả cung Nga hay quá nhỉ. Bắt được quả cung Nga đau thật anh em ạ. Kích cung nữa ít đầu. Đứng bắn BC thì chặt xiên thì còn gì nữa. Dậy gì giờ này nữa. Chỉ có đế chế là tình yêu bất diệt đúng không ai đâu toán thôi. Xin chào người em Tạ Văn Dương. Sợ không được khác đoàn nha về liên tỉnh em còn rủ xúc kèo sang đung mà. Rủ xúc thì ai chả rủ được, có thắng không chứ mình. Rủ xúc xong thua thì cũng kể làm gì. Kích 4 này anh em ơi. Bây giờ thì sẽ chờ đợi lên 4 xong và đánh y đẹp đời 4. Xem không biết là có lên được 4 không, nhưng xem 4 lên 4 không sợ nữa. Tầm này xem lên 4 không sợ đâu. Tôi lên 4 tôi đánh y đẹp thì tôi chấp hết. Anh em ạ. Con y đẹp của Greg với ngân này vàng còn như thế này thì chấp hết các thể loại gió mùa bên phía bên xe. Đạp đôi kẹp hot tôi xiên được hết. Y đẹp chiêng 3. Đó, tham lai của Greg đang đè luôn. Trận đánh quá hay đến từ không được khóc. Đánh quả này nét này. Khóc đánh trận này phải gọi đẳng cấp đấy anh em ạ. Hay. Đây, đó có ăn có tập trên tuyển nó khác. Bảo rồi. Hôm nay có lẽ là chính khóc sẽ là người đưa anh Thanh về với mặt đất thân yêu. Thế để anh bay cao quá rồi, bảo là anh dạo này hơi khó thở em ạ. Hỏi tại sao, bảo là anh ở trên cao quá. Không có oxy thở. Cay thế, mình tự nhiên là hỏi vào đấy để tung hứng cho ông ấy nữa. Thì ông ấy có cơ hội flex cái chuỗi thành tích phải gọi là kinh điển của mình trong thời gian gần đây. Đó đánh đế chế chỉ biết thắng không biết thua là gì. Nhưng hôm nay thì đây, đây, đây. Greg này xem với chúng tôi này. Lên 4 rồi, y đẹp nâng cấp và làm đôi cái chiêng nữa là ta thịt thôi. Đánh quả hay thật đấy. Khóc đánh trận này phải gọi đẳng cấp, nhưng mà đồ thanh đánh cũng lỗi. Trận Greg đánh hay thật. Chính thức fan 20 năm của idol không được khóc anh em nhé. Chính đến ngày hôm nay là cũng tròn ngót nghét 19 năm 6 tháng làm fan của khóc được rồi. Trận này thì cứ y đẹp mà chơi thôi, không ca kiếc gì cả. Mới ca y đẹp xiên hết. Đúng rồi. Nâng chiêng 3 lên đây. Vợ khóc thì hình như đang chim lợn là trận đấu này đánh ca to. Nhưng mà trong những cái thời khắc quyết định thì chúng ta ít đặt niềm tin vào phụ nữ hơn. Tầm này mà lên ca thì giờ hơi ngay. Tỉnh đòn đấy, tỉnh đòn mới thắng được. Hôm nay cứ chỉ y không thôi ông ạ, ông cứ thiên chiêng ba cho tôi. Trong ông chỉ chảy y đẹp thôi, không phải thần thiếp, chỉ y đẹp cũng thế là xiên. Tầm này y chiêng ba nó chạy như ngựa thế này thì lấy cung gì mà chống cho được đây. Xem chỉ là đời 3, đời 4 tôi cũng xiên hết. Tầm này đời 4 đạp đôi nó cũng xiên luôn. Chứ đừng nói mấy con hot ghẻ của xem. Đùa với chúng tôi sao được. Chào anh Hoàng Anh Tuấn nhá. Từ lỗi tạo hài lai đúng rồi. Quýt đi thầy Thanh ba bơi. Bình luận viên đọc to cho anh Thanh nghe nhé. Bảo em Thuần nhắc à. Ok luôn. Một từ lỗi tạo hài lai. À idol có bài, idol có bài, có bài, có bài, có bài, có bài. Bò hết nhà cứng và đứng cung Nga thủ anh em ơi. À, cũng hay, cũng ý kiến hay đấy. Thế thì có khả năng vẫn phải về làm một tên kha cũng nên đấy. Tên này thì liều mình lao vào như thế này, liệu rằng khóc có ôm hận không? Vậy e đang rất hay đấy nhá. Ồ, nhưng mà chiêng 3 nó chất nhờ. Chiêng 3 nó một khi nó áp sát thì nó xiên cung A chết cực kỳ nhanh. Hai xiên là một cụ đi thôi. Với những con cung công là 24. Ôi cháy ruộng kìa. Ơ thế từ từ nhá. Ô chết sạch y này. Hay là ta về ta nghe vợ tơn nhỉ.
Khả năng phải nghe vợ của anh em ở trong tình huống này. Vợ bảo đánh ca đấy. Vợ khóc đang bảo là đánh ca to đấy. Ui rồi cháy quả ruộng này, đau rồi. Một chuyến tàu lượn cảm xúc đến từ Không Được Khóc và Thanh Ba Bơ. Và cứ tưởng chiến thắng nằm chắc trong tay của Khóc rồi thì anh lại cháy ruộng một tơn và bị mất một tơn y quá to. Một tình huống lao vào phải gọi là như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian. Vâng, như một con ong vàng, vâng, thích yêu tình ái mật ngọt. Căng rồi. Quả này mà anh bị thua ngược thì thôi, vợ anh lấy cái chảo anh đập vào đầu cho thì thôi. Lũ luôn người không đánh cái kèo này nữa. Có lẽ ăn nhau trận này anh em ạ. Xem nào, Tham Lai nào, Tham bị đè ngược rồi nhưng mà tổng Tham vẫn là 120, bên kia khoảng 150. Nhưng mà đó là đời 3 đối đầu với đời 4. Bây giờ thì đất đầu đóng cái gì kia. Hết vàng còn 900 vàng rồi đấy. Xem đánh được cái gì thì đánh. Xóc nốt y ra đi. Y thần tầm này thì nếu lên y thần có được không nhỉ? Y thần thì không xóc được thêm y nhưng mà lần này y mà chuyển thành thần nó cũng khác biệt đó. Đang chỉ là y thường vẫn còn màu vàng. Vẫn còn màu vàng đến từ Không Khóc và mặt này thì không công được nhưng mặt phía dưới thì Khóc đang tràn vào, ăn vào dân ruộng ấy. Đây, tơn đọt và tơn công này hay này, anh Thanh bị hở sườn và đang bị thọc vào sườn đến từ những con y của Greg y đẹp. Vâng, nhưng mà tơn này khả năng cũng chỉ ăn được dân thôi. Với một tam lai lít rưỡi thì anh Thanh sẽ nở lại dân nhanh và tầm này có lẽ là lực của anh ấy đã quá nhiều rồi. Lực ấy không 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 không. Không phải lo, không phải nghĩ. Hết dân thì ta lại đẻ ra thôi. Quan trọng là quân anh ấy giữ được. Đó. Cái giữ cái đạo quân này thì làm sao ăn được cái đạo quân này cơ. Đó mới là bài toán mà Khóc phải giải. Còn ăn vào dân thì có lẽ là Sen sẽ nở lại dân nhanh thôi. Và với cả gần đấy cung thì anh chả cần lực để ra quân nữa. Anh chỉ có ăn lên đỡ nở lại dân thôi. Đấy, mất dân tôi nở lại thôi, không mất dây gì đâu. Với một tam lai lít rưỡi của Sen. Và khoảng đâu đó ba kích cung được đứng ở đây anh em ạ. Đấy, ăn được một tí tham thôi và ngay lập tức tham sẽ nở lại bởi vì gì đó chỉ là tham dân. Tầm này có khi anh Thanh mất dân anh lại càng sướng bởi vì là cái lực của anh thừa nhiều, anh chả biết sóc cái gì. Thì à đây rồi, hết dân ta lại sóc một tơn HC. Hay quá nhờ, quả kèo này hay thật. Trận này win chặt chẽ, ông Khóc đánh ra, sắp thua đến nơi rồi đây này. Đang nâng chặt gỗ rồi, không biết là đánh cái gì đây. Không thấy đóng ca anh các bạn, trận này không đánh ca mà đánh chặt gỗ thì khả năng đánh tê lửa. Giờ hơi đó, vợ nói không nghe mà đánh ra thua là giờ hơi ngay. Thà nói không nghe mà mình đánh thắng thì còn được. Không à. Ô lèm bèm kỳ kỳ kèo cho thì thôi. Căng anh em ạ, căng. Ơi giời ơi, đúng rồi. Đấy, lúc đầu cứ bảo là đánh ca thì không đánh thì cũng nghĩ là y ăn được đấy, tưởng là y ăn được ngon anh em ạ. Thế mà cháy ruộng một tơn nữa kết hợp với một tơn mà lao y vào nó ấy quá. Lao tơn y vào nó lỗi quá nhỉ, cái tơn y đấy. Bây giờ mới chuyển ca anh em ơi, giờ mới chuyển ca. Rồi, vẫn phải là ca, còn 1.200 vàng nữa, sau khoảng đâu đó chục con ca to thì sẽ giải quyết được vấn đề. Ca to thôi. 1.200 vàng, hơn chục con ca to đấy. Chứ không ít đâu. Hơn chục con ca to, đúng rồi, tầm này ca to có lẽ vẫn sẽ giải quyết được vấn đề anh em ơi. Chục con ca to nó giã thì đau lắm. Tầm này mà chục con ca to nó giã thì đau lắm anh em ạ. Giã vào cái đạo cung Nga to kia thì thốn vô cùng. Chúng ta sẽ cùng xem pha này sẽ Khóc sẽ xử lý như thế nào. Hay quá nhờ, trận đấu này hay thật sự. Mình chưa biết rằng là phần thắng sẽ nghiêng về phía nào đây. Nếu mà có cả to và Sen không lên được 4 thì em nghĩ là Greg vẫn có thể xử lý được. Còn đùng một cái Sen lên 4 thì chưa biết thế nào. Sen lên 4 tầm này mà có được đạp đôi thì câu chuyện nó khác hẳn. Nhưng mà cảm giác rằng Sen trận này chả có vàng nữa đâu anh em ạ. Bao nhiêu vàng sóc hết cung Nga rồi. Không lên được 4 đó. Đánh đời 3 thôi, cung R kẹp cung Nga, bên này là ca to kẹp với y đẹp.
đời 4. Và cá to đang tích được đông và chỉ cần 10 con ca nó giã thì đỡ hộ tôi cả. Hay quá nhỉ, vẫn đang rất hay. Đến thời điểm hiện tại là gần 1 tiếng trong game rồi. Anh Thanh không lên 4 mà cứ đứng thủ ra. Nhưng mà trận này em nghĩ là win được chứ anh Toán nhỉ, bởi vì cá to mà. Bây giờ anh Thanh lấy cái gì chống con cá to này đây này. Nếu không lên 4, không có được đạp đôi thì không thể chống được cá to này đâu. 10 con ca nó dã thì cung Nga đứng tụm vào nhau càng chết chết dở cơ. Dã phát chết một kích cung thì đỡ làm sao được. Dã phát kích cung là có thật anh em ạ. Tầm này thì khóc lại thừa thịt rồi, cũng không quan tâm dân nữa mà tập trung cái tấn công này đây này ông này. Ca to với tầm xa là 12 cộng 2. 14 tầm xa cơ mà. Dã thì đau vô cùng, quá chuyển sọc đơn à. Giữ ca thôi, y sẽ kê ca. Y sẽ kê ca còn lại thì đứng. Đừng để ca nó cầu tự do nó mất hết đấy. Y kê ca còn ca sẽ cầu vào cung Nga. Cung Nga đứng tụ vào nhau là một phát chết một kích cung. Nếu 10 con ca cùng dã thì một phát chết một kích cung anh em ạ. Đùa với tôi sao được. Công nghệ đời 4 nó cũng khác bọt ạ. Cùng xem tên cầu ca này của Greg nào. Hay quá mình ơi. Trận đấu hay nhì, xem sướng. Thôi tập bỏ hết dân đi, đen hết dân nhà đi để tập trung tấn công này nào. IKK kìa. Xin sọc đơn anh em ơi, sọc đơn thì chả vị gì đâu. Nhưng mà nếu mà điều không khéo là nguy hiểm đó. Nó phải điều khéo một tí. Đừng để ca nó dã ra đầu y mình thì nó đau lắm. Vẫn đang phải giữ ca anh em ơi. Ôi hết vàng này. Ô. Anh Thanh thắng trận này thì anh phải gọi là đẳng cấp. Vâng, đẳng cấp VIP Pro và đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới rồi. Tân sọc đơn hay quá nhỉ anh ơi, ô kìa. Ăn được hết ca luôn, còn đúng hai ăn ca to. Vâng, tân ăn ca hay quá anh em ơi. Ui, hết sạch ca rồi. Và đây sẽ là trận đấu quân quyết định của trận đấu này. Cung Nga khoảng 4 kích. Đây chỉ còn một kích Y thôi. Nhưng mà Y đang được sọc free, không vào được đâu. Và khóc để thua trận này anh em ạ. Ôi rồi ôi. Vâng, không được khóc để thua trận này anh em ơi. Không thể tin được. Một siêu phẩm đến từ idol Nguyễn Chí Thành. Hay quá mình ơi. Hay thật. Anh Thành đánh thế này thì anh thắng anh tin là cũng đúng thôi. Không có lý do gì cả. Chúng ta không phải nói bàn cãi nhiều. Cấm sọc đơn xiên được hết ca to tuần vừa rồi kìa. Đẳng cấp VIP Pro. Chào sếp Thành Nguyễn nha. Quả đấy đúng rồi, quả đấy có lẽ có tay thì phải xây thêm A sóc tên lửa nữa. Đi kẹp cùng ca để nó kê ca dễ hơn, chứ còn Y kê ca nó hơi kém. Hơi đần. Y nó chỉ là cận chiến thôi. Có tên lửa nó đứng xung quanh ấy, thì sóc đơn không thể vào nổi đâu. Mà tên vừa rồi để sóc đơn sóc hết ca to. Thôi. Anh đã gáy rồi anh em ơi. Không thể tin được trận này anh Thành thắng được ạ. Vâng, đã có ít nhất là 3 cơ hội để cho khóc dứt điểm trận đấu này nhưng mà không làm đâu. Bởi vì anh Thanh thủ quá hay. Đời 3 và thắng đời 4 là có thật. Giờ sóc quẩy thì nó muộn màng quá rồi còn gì nữa. Quẩy đá đời 4 thì nó cũng mạnh nhưng mà cơ sở bây giờ không còn nữa. Làm sao mà có lực đua với họ được. Cơ sở nát bé nát bét rồi. Nguyễn Nhật. Muộn rồi. Cường ơi em ra đi. Cường ơi em ra đi. Em có xem ở đấy đâu mà ra. Chịu rồi anh ơi. Nhưng mà anh đánh trận này hay quá. Một điểm 10 chất lượng dành cho idol Thanh Bao Bơ. Cắt highlight trận này thôi, tặng cho idol quá hay. Đấy. Không nghe lời vợ chết chưa.
Nói thật là đúng là em cũng 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 đã có một lời khuyên với cả Khóc là bảo là không nên lên lên ca, không cần đánh ca đâu. Nhưng mà đúng là phải đánh ca mới thắng được thật anh em ạ. Và đáng lẽ khi mà lên ca rồi phải có tên lửa kê nữa thì nó mới thắng được.